Với mong muốn giúp đỡ những bà con khó khăn trong mùa dịch này, có những bữa cơm không phải lo đói vì dịch trong những ngày cách ly xã hội, Đại đức Thích Minh Phú, Phó ban kim chánh thư ký, Ban từ thiện xã hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Hội trưởng Hội từ thiện Tường Nguyên, cùng quý Phật tử Mạnh Thường Quân và bếp ăn từ thiện Phú Long đã phát tâm nấu hơn 3.000 suất cơm mỗi ngày để trao đến cho những hoàn cảnh khó khăn trong mùa dịch bệnh. Dù là suất cơm từ thiện, nhưng Đại đức Thích Minh Phú vẫn chú tâm thực đơn luôn được thay đổi từng ngày, đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Mới 4 giờ sáng, các thành viên đã dậy sớm để chuẩn bị bào gọt củ quả chiên xào. Được biết, bếp ăn từ thiện Phú Long kết hợp với Hội từ thiện Tường Nguyên Thiền Tự hoạt động mỗi cuối tuần đã hơn 8 năm nay, dành cho những người nghèo, người khó khăn trong xã hội. Mỗi cuối tuần, bếp ăn nấu khoảng 2.000 phần và đem đến những khu lao động nghèo, bệnh viện để phân phát cho những hoàn cảnh khó khăn. Khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, lệnh cách ly xã hội trên toàn quốc được thực hiện, nhiều người nghèo trở nên điêu đứng vì không có việc làm, không đảm bảo đủ cơm hàng ngày. Chứng kiến những mảnh đời cơ cực, những người lượm ve chai, bán vé số đắp đổi bữa cơm qua ngày, bếp ăn từ thiện Phú Long đã khẩn trương mở rộng thời gian nấu ăn và số lượng phần cơm, và tham gia chương trình suất ăn từ thiện cho người nghèo của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 4, bếp ăn từ thiện Phú Long ngày nào cũng đỏ lửa từ sáng sớm. Những ngày đầu, 2.000 phần ăn trưa được phát thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội chữ thập đỏ, Đoàn thanh niên và các tình nguyện viên của các phường thuộc quận 4, quận 7, Nhà Bè, Tân Phú, Tân Bình, Bình Thạnh. Các phần cơm được phát cho đúng đối tượng, những người bán vé số, nhặt vé chai, những hoàn cảnh lang thang nghèo khó, những bệnh nhân và thân nhân các bệnh viện ung bướu, chấn thương chỉnh hình. Chỉ sau vài ba ngày phát cơm thiện nguyện, bếp ăn từ thiện Phú Long liên tục nhận được đề nghị tăng thêm và số lượng phần ăn hiện đã lên tới hơn 3.000 suất mỗi ngày mà vẫn chưa đủ để phát. Lãnh đạo Phú Long mới thông tin gia hạn thời gian hoạt động của bếp ăn sẽ liên tục tới ngày 30 tháng 4 và dự kiến các suất ăn lên đến 90.000 phần. Thời gian và số lượng tăng lên đáng kể so với kế hoạch ban đầu. Ngoài ra còn tăng cường kinh phí để bữa ăn thêm chất lượng. Mỗi phần ăn miễn phí sẽ thay đổi món từng ngày và có thêm một hộp sữa tươi 180ml hoặc trứng, gà hay trái cây, táo, nho để giúp bà con nghèo được tăng cường sức khỏe trong mùa dịch. Có đến đây mới thấy được sự nhiệt huyết của các thành viên tham gia. Họ không ngại khó nhọc, luôn nghĩ đến mọi người, nghĩ đến những số phận kém may mắn. Nếu không có những phần cơm này thì họ phải chạy đâu ra để cho qua cơn đói. Tôi cảm nhận thật hạnh phúc biết bao khi mình là người Việt Nam, một dân tộc đầy lòng nhân ái,